Sáng ngày 18 tháng 2 năm nhâm dần, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2022, môn đồ Pháp Quyến và Phật tử Chùa Vĩnh Gia, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, thành kính tổ chức lễ húy nhật, cố hòa thượng, thích như luận, nguyên phó ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng, Ủy viên Hoàng Pháp giáo hội tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tránh đại diện Phật giáo huyện Điện Bàn, trụ trì Chùa Vĩnh Gia. Quang Lâm Chứng Minh và Niêm Hương Cầu Nguyện có Hòa Thượng Thích Như Phẩm, trụ trì Tố Đình Long Tuyền, cùng chư tôn đức tăng ni trong và ngoài thị xã điện bàn đông đảo phật tử nhất tâm đồng cầu nguyện trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh chư tôn đức đã niêm hương bạch phật cúng ngọ sau đó đốt nén hương tưởng niệm và cử hành nghi thức cung tiến giác linh cố hòa thượng tại giác linh đường theo tiểu sử hòa thượng thích như luận thế danh đoàn kỳ thắng sinh năm 1942 tại đại lộc quảng nam Ngài xuất gia với cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Phát tại Tổ đình Long Tuyền, Hội An. Năm 1962, Ngài thọ Sa Di và năm 1964 thọ tỳ Kheo với pháp danh Như Luận, Tự Giải Nghị, Hiệu Trí Thức, Nối Truyền Đời Thứ 41, Tông Lâm Tế, Thế Hệ Thứ 8, Pháp Phái Chúc Thánh. Trước năm 1975, Ngài từng đảm nhận các chức vụ như giáo thọ kim giám thị trường trung học Bồ Đề, tri sự Phật học viện Long Tuyền Hội An, đặc ủy thanh niên giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam. Sau năm 1975, Hòa Thượng tiếp tục sự nghiệp Hoàng Dương Chánh Pháp, đảm nhận làm ủy viên Hoàng Pháp Giáo hội tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, chánh đại diện Phật giáo huyện Điện Bàn, phó ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong những giai đoạn cam go của đất nước, Ngài đã tùy duyên hóa giáo để giữ gìn và phát triển ngôi nhà Phật giáo Quảng Nam. Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, Hòa Thượng viên tịch vào lúc 5 giờ ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Thìn 2012, trụ thế 71 năm. Bảo tháp được tôn trí trong khuôn viên chùa Vĩnh Gia